Kính thưa đồng bào, tôi chính đây, người lãnh đạo của quân Việt Nam, theo lệnh của cha trời Thượng Đế Toàn Năng, cùng bà tổ tiên thánh thần Việt Nam chúng ta, và cùng hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong đã trao phó trọng trách cho tôi làm việc lãnh đạo của quân Việt Nam. Vì thế đồng bào mau mắn chấp hành gấp. Ông rồng đẹp quá kìa, thấy cái đầu không? Đầu rồng đó, đây nè, con cổ nè, cái đầu nè, con cổ là cái mình nè, wow đẹp quá, ông rồng quá. Wow, thấy đầu rồng không? Ông rồng không? Điên. Quá đẹp luôn, wow, đầu rồng nữa, thấy ông rồng nguyên rồng thấy không? Mình rồi đuôi rồi đầu nè, mình nè, đó, rồi đuôi kìa, wow, rồng đẹp quá. So beautiful. This is the dragon, big dragon, it's the head right there, the neck and the body right there. Rồng vĩ đại ha. Đẹp quá ha. Wow, thấy chưa? Và đây là văn phòng Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và Nhân Loại. Right there. Này ông rồng vĩ đại nè. Thank you.
Ngày hôm nay chúng tôi sẽ đóng một vở kịch, trong đó có Phù Động Thiên Vương, tức là Thánh Gióng, Thánh Gióng tái thế lãnh đạo của nguyên Việt Nam. Và Thánh Gióng được điển trời, tức là tổ trời, cùng ông bà tổ tiên Thánh Thần Việt Nam chúng ta, cùng hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong bảo vệ và lãnh đạo, giúp Thánh Gióng lãnh đạo cứu nguy Việt Nam. Thì thưa đồng bào, ngày hôm nay vở kịch nói về người lãnh đạo cứu nguy Việt Nam đã xuất hiện với danh hiệu là Phù Động Thiên Vương tái thế, Đại Việt Vương Đạo Công Bình Bác Ái, lãnh đạo cứu nguy Việt Nam, giải tán thế giới cộng sản. Thì đây là một vở kịch rất là đặc biệt. Kính xin đồng bào dùng tí thời giờ quý báu của mình theo dõi, bởi vì vở kịch này liên hệ đến cả càn khôn và đương nhiên liên hệ đến việc làm cứu nguy Việt Nam chúng ta, tức là việc làm giải tán thế giới cộng sản. Và thưa đồng bào thân mến, giờ đây thì vở kịch bắt đầu. Tôi xin đóng vai người lãnh đạo cứu nguy Việt Nam, tức là Phù Động Thiên Vương tái thế, được điển của tổ trời cùng ông bà tổ tiên Thánh Thần Việt Nam chúng ta, cùng hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong hai miền Nam Bắc Việt Nam nói chung, và phải nói là nói thêm nữa, xa hơn nữa là của hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong trên khắp các mặt trận trên quả địa cầu, đã và đang đồng hành cùng Thánh Gióng chúng tôi để làm việc giải tán thế giới cộng sản, và đương nhiên để làm việc cứu nguy Việt Nam. Thì ngày hôm nay đề tài chúng tôi sẽ nói về những con người ngu nhất quả địa cầu thời bây giờ. Mình nói thời bây giờ thôi, mình không nói chuyện tương lai. Thì những người ngu nhất thời bây giờ, trong đó có người Việt Nam chúng ta. Phải nói là ngu nhất thời bây giờ, là bởi vì chúng ta là nhân loại, chúng ta chỉ hiểu đơn thuần đa số về đời sống nhân loại và đời sống súc sinh, tức là súc vật. Và đương nhiên chúng ta có thể hiểu một phần nào đó về thế giới ác quỷ, bởi vì chúng ta là nhân loại. Thế thì đối với thế giới thiên loại thì chúng ta ngu lắm, con người rất là ngu, ngu si, ngu xuẩn, u mê. Khi mà chúng ta đem so sánh sự hiểu biết của chúng ta đối với thế giới thiên loại, thì trong đó có người Việt Nam chúng ta là thuộc trong những thành phần ngu nhất thời bây giờ. Tại sao tôi dùng chữ ngu nhất thời bây giờ? Là bởi vì hiện tại dân tộc Việt Nam chúng ta đã được tổ trời, tức là được Thượng Đế Toàn Năng ban cho một kho tàng vĩ đại nhất so với tất cả những kho tàng trên quả địa cầu. Và người Việt Nam chúng ta hầu hết chưa biết khai thác kho tàng vĩ đại nhất của tổ trời ban cho nhân loại, mà người Việt Nam chúng ta đã được mời gọi để khai thác, để nhận lãnh. Thế thì có phải là chúng ta ngu nhất không? Người Việt Nam chúng ta hiện tại bây giờ là ngu nhất trên quả địa cầu. Oh my goodness! Những người nào mà chưa biết câu chuyện, tức là chưa biết đây là một vở kịch, thì họ sẽ nói: ồ, cái thằng này nó ngu, nó khùng rồi, nó dám cả gan nó nói là người Việt Nam là ngu nhất thời bây giờ. Nhưng mà thưa quý vị, đây là một vở kịch có thật. Vở kịch mà là có thật là sao? Sự thật cái chuyện để mỗi người tự xem rồi suy gẫm rồi quyết định là thật hay giả, đó là quyền tự do của mỗi người. Ở đây chúng ta đang đóng kịch. Thì kính thưa đồng bào thương mến, tại sao tôi nói người Việt Nam chúng ta là nằm trong thành phần ngu nhất thời bây giờ đối với nhân loại, thế giới nhân loại nè? Chúng ta người Việt Nam ngu nhất bây giờ, ngu quá ngu luôn, là bởi vì kho tàng vĩ đại nhất từ cổ chí kim mà Thượng Đế ban cho nhân loại, và người Việt Nam chúng ta đã nhận lãnh được vào thời mặt kiếp này cho đến ngày tận thế. Tôi nói là cái kho tàng vĩ đại nhất từ thời bây giờ cho đến ngày tận thế nha, chứ tôi không nói là những về những kho tàng khác. Đấy, tôi chỉ nói là kho tàng vĩ đại nhất
từ bây giờ cho đến ngày tận thế. Tức là kho tàng này vô giá, quý giá, vĩ đại, tuyệt vời mà Thượng Đế đã ban cho nhân loại. Và người Việt Nam chúng ta đã được nhận lãnh trước. Và người Việt Nam chúng ta đã và đang coi thường. Bởi vì người Việt Nam chúng ta đang quá ngu, ngu quá, không hiểu, không thấy gì hết. Tôi đặt cái vấn đề tại sao người Việt Nam chúng ta ngu và tại sao chúng ta chưa thấy, là bởi vì chúng ta chưa ước ao được học hỏi về thế giới thiên loại. Đúng không? Tại vì mình không học sao mình hiểu. Mình cứ học những cái gì mà trong quá khứ và những cái gì mà mình đã biết rồi. Thế thì những cái gì mà mình chưa biết thì mình phải học chứ. Đằng này mình chỉ, Việt Nam chỉ muốn học những cái gì của nhân loại dạy dỗ. À, thế thì có những cái bài học mà của thế giới thiên loại ban cho và dạy dỗ thì chúng ta còn so đo, suy gẫm quá kỹ, thủ kỹ quá. Thành ra rốt cuộc ngu nhất thời bây giờ là người Việt Nam. Tôi dẫn chứng lý do tại sao. Thứ nhất là phép lạ. Phép lạ vĩ đại, phép lạ vô giá, vĩ đại đã hiện ra trên mây để hướng dẫn nhân loại làm cách nào để được sống đời đời kiếp kiếp, và cũng như làm cách nào để được giải phóng, được giải thoát trong mọi những nghịch cảnh khó khăn của cuộc đời từ bây giờ cho đến ngày tận thế, và đương nhiên mãi mãi sau này. Đây là những cái kho tàng, những cái phương pháp vĩ đại, kho báu vĩ đại để giúp chúng ta sống mãi mãi và sống đáng sống. Đương nhiên kho tàng này giúp chúng ta vượt qua tất cả những khó khăn trong đời sống chúng ta bây giờ và mãi mãi sau này. Thế mà người Việt Nam chúng ta chưa chịu khai thác, bởi vì chúng ta u mê quá, tối ngày cứ lẩn quẩn, gà quẩn có say trong thế giới thiên loại. Nhìn xuống thì chúng ta là những người ngu nhất trên cuộc đời này, hoặc là chúng ta là những người u mê nhất thời bây giờ. Thời bây giờ thôi nha. Đây, cái kho tàng trước tiên là tôi, và vĩ đại vô cùng, tôi cần cho người Việt Nam biết và cho cả thế giới biết luôn nữa. Đó là hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giê-xu có phép lạ đi chung, đầy quyền năng. Đây là kho tàng vĩ đại mà người Việt Nam chúng ta đã nhận lãnh được trước. Thế mà chúng ta chưa chịu khai thác là bởi vì chúng ta quá ngu. Đã ngu mà còn dốt, mà còn u mê, mà còn lại còn hung dữ, hoặc là còn kia bằng xảo sượt thì thôi, lười biếng thì thôi, kể như là chết mẹ luôn, ngu luôn. nhìn kỹ đã khuôn mặt Chúa Giê-xu hiện ra. Đó là cái hình mà chúng tôi làm đậm hơn, là hình ảnh này có phép lạ đi chung. Phía bên đây là hình gì? Đây là hình màu gốc chụp như thế nào chúng tôi in ra như thế. Coi đi, ông Bảo coi đi. Hình ảnh rất rõ ràng, khuôn mặt Cha Trời Giê-xu có phép lạ, đầy quyền năng đi chung với hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giê-xu để giúp chúng ta được bình an, và cũng như để nhắc nhở và để đuổi quỷ dữ ra khỏi đời sống chúng ta, cũng như để che chở chúng ta khỏi mọi sự gian ác của thế gian xảo ở cuộc đời. Ở đây chúng tôi làm hình đậm hơn một chút xíu thì như thế này. Hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giê-xu có phép lạ đi chung. Tất cả mọi người trên quả địa cầu cần có hình ảnh này để được nhắc nhở và cũng như để được bảo vệ bởi những thế lực ác trược trên cuộc đời này. Đây là hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giê-xu có phép lạ đi chung. Đó, thế mà người Việt Nam chúng ta chưa chịu copy để giữ trong nhà mình và đồng thời phân phát cho đồng bào nhân loại được có và được biết gấp. Bởi vì đây là kho tàng vĩ đại vô cùng mà tất cả nhân loại đều được hưởng. Và những người được hưởng trước là những người Việt Nam chúng ta. Những giống dân được hưởng trước là giống dân Việt Nam chúng ta. Những giống dân được hưởng trước
về kho tàng vĩ đại này chính là người Việt Nam chúng ta. Thế mà người Việt Nam chúng ta đa số hầu hết không chịu khai thác, chưa chịu khai thác, bởi vì người Việt Nam chúng ta đang quá ngu và ngu nhất trên quả địa cầu thời bây giờ. Oh my goodness, ông bà thấy rõ chưa? Vì thế nhớ copy hình ảnh này rồi giữ trong nhà mình, cũng như là đem theo cùng nhau ra đường biểu tình dẹp bỏ chế độ cộng sản. Copy những hình ảnh này, hình ảnh khuôn mặt cha trời Giêsu và hình ảnh khuôn mặt anh hùng chiến sĩ Trần Văn hiện ra trên mây, ôm những hình ảnh này xuống đường cầu nguyện giải tán thế giới cộng sản, cũng như xuống đường cầu nguyện nhắc nhở nhân loại là hãy mau mắn khai thác kho tàng vĩ đại này, bởi vì đây là hồng ân vĩ đại của Thượng Đế ban cho nhân loại. Nhờ hồng ân này mà nhân loại được cứu rỗi. Đấy, thành ra copy những hình ảnh này phân phát cho tất cả mỗi người trên quả địa cầu được có và được biết gấp, vì hình ảnh này có phép lạ đi chung để bảo vệ gia đình chúng ta, và cũng như để hướng dẫn chúng ta được tiến vào thế giới thiên loại. Đúng không? Có tầng, có giới, có khoa, có nhân loại, có súc sinh, thế thì tại sao lại không có thế giới thiên loại? Chúng ta đâu có quyền cán gì, đâu có quyền quy gì mà cản bước tiến của thế giới thiên loại. Có tầng, có giới, có khoa, đúng không? Khoa học nhân loại tiến hóa thì chắc chắn khoa học thiên loại, khoa học thiên loại tiến hóa và tiến hóa rất vĩ đại trước khoa học nhân loại. Cách đây 10 năm mình xài iPhone 1, bây giờ là iPhone 7 rồi. Ngày xưa mà nói chuyện lên mặt trăng, ta nói mấy thằng khùng, mấy người điên. Bây giờ con người đã cho xe chạy lên sao quả. Và thưa đồng bào, nếu mà con người chúng ta đáp xe, cho xe chạy lên sao quả được, thì Thượng Đế, tức là thế giới thiên loại, có thể đến từ thiên đàng xuống qua địa cầu để làm việc cứu rỗi chúng ta, hay là làm việc gì đó theo ý của Ngài. Chúng ta đâu được, chúng ta là nhân loại, chúng ta đâu có cái quyền cản gì đâu mà ngăn cản thế giới thiên loại. Mẹ, khi mà khổ quá rồi bị trôi dạt ở giữa biển, lúc đó là kêu trời, lúc đó là không, trời ơi làm ơn cứu tôi với, cứu con với. Tất cả những vị tu hành kêu bằng khai sáng những nền kêu bằng đạo giáo làm lành lánh dữ đều công nhận và thú nhận và chấp nhận là có Thượng Đế, tức là có đứng tạo hóa. Thế thì chúng ta là cái gì mà chúng ta không kính nể thế giới thiên loại? Thế giới thiên loại tức là thiên liêng, tức là Thượng Đế đó, tức là thiên thượng đó. Phật Thích Ca nói thiên thượng, ông bà tổ tiên mình nói là ông thiên vĩ đại vô cùng, Thiên Chúa giáo nói là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Bà thương, bà thương mến, hình ảnh vừa rồi tôi trình bày hình ảnh khuôn mặt cha trời Giêsu, tức là bên đây nè, còn phía bên đây là hình ảnh anh hùng chiến sĩ Trận Vong 2. Thank you.
quá kìa, thấy cái đầu không? Đầu rồng đó. Đây nè, phần cổ nè. Ồ, cái đầu nè, phần cổ là của mình nè. Wow, đẹp quá, đúng rồng quá. Quá đẹp luôn. Wow, đầu rồng đấy à, thấy ông rồng, nguyên rồng thấy không? Mình rồi đuôi rồi đầu nè, đầu nè, mình nè, đó đuôi kìa. Wow. Đẹp quá. My goodness. So beautiful. Wow.
đầu là của mình. Wow, đẹp quá. Lâu quá. Quá đẹp luôn. Wow. Đầu rồng nè, thấy ông rồng, nguyên rồng thấy không? Mình rồi đuôi rồi đầu nè, mình nè, đó, rồi đuôi kìa. Wow.